Hello, em Công Pro Audio hôm nay lại tiếp tục giới thiệu cho bác một mẫu đẩy QT. Hàng có sẵn rất là nhiều, khoảng 100 chiếc cục đẩy này mới về từ bên công ty chính hãng bên QT bên Trung Quốc đang về cho em. Và giá thành rất là tốt. Vâng, em cũng xin báo giá luôn là 4.500.000 đồng cho mẫu đẩy E4. Mã sản phẩm là E4 nhá. E3 thì sẽ là 3.500.000, còn E4 sẽ là 4.500.000. Con này được trang bị sò rất là to, nguồn rất là khủng bố, rất là gấu, rất là sâu bên trong, quý vị có thể nhìn thấy. Đây để em đo cho. Khoảng 50 phân quý vị nhá. 32 sò LG, không phải sò Toshiba nhá. Nếu mà sò Toshiba thì nó rẻ hơn rất nhiều. Sò này sò LG với kép vào nguồn 20cm. Đấy. Và quý vị và các bạn sẽ được bảo hành sản phẩm lên đến là 25. Đặc biệt là công ty bên QT bảo hành rất là dài hạn cho các bác. 4.500.000 đồng. Và em sẽ bao ship cho các bác ở trên khắp mọi miền quê hương Tổ quốc Việt Nam. Cục đẩy này có thể đánh được hai đôi loa full như vậy. Hai đôi loa full. Nên là thoải mái, công suất rất là dư giả. Các bác có thể cầm đi sự kiện phòng trà là đều là ok hết. Cục đẩy này đặc biệt là tiếng bass rất là sâu. Rất là sâu. Và chạy sò LG nên là rất là sạch tiếng. Đấy, các bác nào có điều kiện một tí thì lên nâng cấp những cục đẩy chính hãng QT như này. 4.500.000 đồng. Và em sẽ bao ship cho các bác. Bảo hành 25. Đẩy khá là cao cấp. Nếu mà trong cùng phân khúc tầm giá hàng chính hãng thì em khuyên các bác là lên lấy những hàng QT. Bởi vì hàng chính hãng, những hàng kia thì nó chỉ khoảng 20 sò thôi. Ví dụ hãng DB hoặc là TD thì nó sẽ rất là mắc. Và chất lượng thì nó sẽ không cao được hơn. Bởi vì công ty QT là một những công ty Trung Quốc bán rất là chạy. Giá thành rất là ok. Đây em cũng mở một đoạn nhạc test. Một mình cục đẩy này nó phải đánh được 4 chiếc loa như này. Mà vẫn còn rất là ok. Công suất là 1000W một kênh. Đấy. Đánh như này, đây là lớp bé nhất. Khi nào vào đến chiếc clip này thì em nghĩ là chắc chưa cái loa là kéo được lên đấy, rất là khỏe. Vâng, các bác là gia đình mà có thích nhiều loa mà không cần đẩy 4 kênh cũng được, đẩy 2 kênh nó sẽ gọn nhẹ hơn. Và nó sẽ không gian nó sẽ rất là tốt cho các bác để nhìn nó rất là đẹp. Mặt phay nhôm, nguồn 20cm, chạy 32 sò LG với kép. Và các bác mua hàng, hãy nhanh tay liên hệ cho em qua số 0708 761 888. Em xin cảm ơn tất cả các bác. Vâng, và em cũng xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Em xin chào và hẹn gặp lại.